C5H10. Thứ nhất xác định nó là gì? Ăn kem. Lý do sao biết? Thì nó là CNH2N, đúng chưa? Khẳng định đúng chưa? Vậy trong đó phải có liên kết gì? Liên kết đường. Rồi đó, cẩn thận đó. Được chưa? Thì muốn mà viết được công thức cấu tạo của nó thì thứ nhất giải quyết cái hàng C trước. Sau đó mới giải quyết cái hàng nói đôi. Thấy rõ nguyên lý chưa? Rồi bắt đầu 5C. Bắt đầu 1 2 3 4 5. C xong chưa? Rồi. Còn thiếu cái gì? Thiếu đôi. Nói đôi, bắt đầu vẽ trục đối xứng y chang vậy đó. Nhớ giùm em, đưa cái cảm xúc, đưa cái kiến thức mình vô. Đây được không? Nói đôi thì nằm đây được không? Được. Nằm đây được không? Được. Vậy vẽ ra hai cái. Tự vẽ được không? Rồi, để tôi vẽ một cái. Đó. Rồi, hai cái. Đúng rồi. Rồi. Đây nè. Đó, vẽ thì mình làm ơn làm phước đưa cái tay mình vô. Đó, nó nằm ở đây nè. Đó. C 2 3 4 5. Rồi điền tự điền H. Tiếp. 4C. 4C 1 2 3 4 còn thiếu mấy C? Vẽ chục. Điền C đây được không? Không, điền C đây được không? Ừ. Sau khi điền C còn thiếu cái gì? Thiếu đôi. Bắt đầu vẽ chục đối xứng nữa. Nè, bắt đầu vẽ lại nè. Em quạt lại nè. Hai này tôi nhích lại nè. Điền C lại nè cho thấy. C dưới. Đúng rồi. Một C trên, đưa cái thằng quỷ này xuống dưới nè. Xong rồi vẽ chục đối xứng, nằm ngang hay nằm đứng? Ngang, đúng rồi đó. Cố gắng nằm ngang đó. Được cái tiện lợi là cái này là nó khỏe cho này. Được chưa? Rồi bắt đầu điền nối đôi nè. Điền đây được không? Nối đôi điền đây được không? Được. Nối đôi điền đây được không? Được. Nối đôi điền đây được không? Được. Tại sao được? Ở đâu cũng được á. Tại nối đôi đây có mới có một liên kết. Thì khi liên kết có gì đâu. Đây khi liên kết vậy mấy chỗ? 1, 2, 3. Tự viết được không? Đây là viết ra. Rồi tiếp 3C. 3C đi. 1, 2, 3. Dễ chột. Còn thiếu mấy C? 2C. 2. Bắt đầu điền C đây được không? Không. Dột. Điền C đây được không? Được. Khi điền 1C vẫn còn C nữa. Phải dễ chột tiếp. Chột đây luôn. Tiếp tục điền C đây được không? Không. Điền C đây được không? Không. Điền C dưới đây. Đó, cảm tính của mình. Rồi bắt đầu vẽ chột tiếp. Vẽ chột. Bắt đầu điền liên kết đôi. Xin lỗi, bên trái luôn nha. Luôn luôn là bên trái. Đây được không? Liên kết đôi vô đây được không? Suy nghĩ nha. Em để em viết ra lại cho chị thấy. Để mất công chị nói không thấy đổi thừa nữa. Điền vẽ chột cái sấn. Điền liên kết đôi ở đây được không? Được. Sao được? Lý do giải thích. Được. Không được. Lý do rất đơn giản thôi. Nếu điền liên kết đôi vào đây thì hàng ngày liên kết mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Bằng C hóa chị mấy? 4 vậy 5 có được không? Không. Dục. Vậy những cái trường hợp trên lấy kịp không? Em nói lại.